tất cả các bạn, và tôi là Tạ Thị Thinh. Tôi đang hướng dẫn cho các bạn cũng như là các em cách chúng ta tạo ra PowerPoint thú vị và hấp dẫn, cũng như là sinh động, làm sao cho chúng ta thấy tự tin để mà trình bày trước đám đông. Chúng ta đã đến với nhau những cái phần cơ bản nhất của PowerPoint để chúng ta có thể thực hiện được rồi. Và các bạn nhớ rằng chúng ta hãy sẵn sàng với máy tính và một phần mềm PowerPoint với phiên bản nào cũng được các bạn ạ. Bởi vì những tính năng này thì cũng không thay đổi nhiều lắm. Không biết các bạn đã làm đến đâu rồi, nhưng với những sự hướng dẫn và giúp đỡ của Thinh thì con gái cũng là người đã thể hiện và làm được khá nhiều các cái slide theo yêu cầu mà mình đã đưa ra. Và vì thế nên các bạn hãy nhìn xem cái kết quả của một cái tất cả những cái bài học mà mình đã đưa ra để hướng dẫn cho các bạn cũng như đưa ra cho con gái, thì đây là một cái kết quả ví dụ chẳng hạn được thực hiện bởi cháu lớp 3. Đúng không ạ? Từ năm lớp 2 cháu đã bắt đầu làm slide rồi, và năm lớp 3 là hoàn toàn độc lập tự làm. Chúng ta thử xem một cái bài trình bày nhé. Có một số lỗi thôi nhưng mà dù gì cũng chấp nhận được, để mà có thể thấy ra cũng tương đối là đẹp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sửa lỗi này sau. Và các bạn nhìn thấy cái hiệu ứng của nó không? Hiệu ứng chuyển bài nó rất là hay, trông nó như kiểu quay video trên TV đó. Đó thì cái hiệu ứng này thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách chúng ta xử lý hiệu ứng. Và con gái mình thì đặc biệt rất thích cái phần hiệu ứng này. Và cháu đã làm miệt mài làm đi làm lại rất nhiều hiệu ứng. Slide nào cũng phải có hiệu ứng. Đó là một cái đặc điểm mà rất là dễ thương của trẻ con. Rất là cầu kỳ trong việc mà tạo ra các hiệu ứng này. Đó, các bạn thấy nó rất là nhiều, và trong đó cái phần hình ảnh á các bạn, đó cái phần mà hướng dẫn về hình ảnh á, thì con đã thao tác rất là dễ dàng rồi, và ở trong này thì có rất nhiều hình ảnh minh họa rồi. Các bạn có thể nhìn thấy này, đây bên này, đó, hình ảnh nhá, con đã tìm hình ở trên mạng và sau đó con đưa về đây. Slide thì rất là phong cách, một màu xanh tươi mát cho một cái slide liên quan đến việc bảo vệ môi trường, và toàn bộ ý tưởng thiết kế cũng như là nội dung con đều đưa ra, bố mẹ chỉ là người trợ giúp và xem lại cho con xem có lỗi gì hay không thôi. Đó, và việc kết hợp hình của cháu cũng rất là hài hòa, bên cạnh cả hình vẽ con chụp lên, rồi là hình con tìm được trên mạng con đưa vào, với các cái hình bố cục của nó khá là hợp lý, và cháu làm toàn bộ cái này cộng với cả hiệu ứng mà con rất là thích. Đó là hiệu ứng mà con đã từng làm, có một chút những cái lỗi nhỏ thôi nhưng mà không sao hết, bởi vì nhìn chung là các cái phần cơ bản con đã làm được trong một cái slide này, và với một bé mà lớp 3 thì đây là một cái slide rất là tốt rồi. Và đó, chúng ta vâng, khá là cá tính đúng không ạ, thể hiện được một slide toàn diện như thế này. Thì chúng ta có rằng là làm thế nào để tạo ra các hiệu ứng trình bày, vì nếu như một slide bình thường mà chúng ta chưa làm gì cả thì cái cách trình bày nó sẽ như thế này. Đây là một cái slide chưa làm gì cả, thì đây là cái cách trình bày của chúng ta này. Chuyển này, chuyển này, chuyển các slide thôi mà nó không hề có cái hiệu ứng nào cả, thì đó là cái cách mà chúng ta thấy rằng cần phải có cấu trúc ở đây đó. Và việc mà chúng ta tạo ra hiệu ứng thì nó rất là đơn giản như thế này thôi. Các bạn để ý rằng chúng ta có một cái thanh menu là animation đó. Animation thì là một cái phần hiệu ứng ở trong slide, và chúng ta có một cái như thế này. Ví dụ như các bạn muốn hiệu ứng này, để chúng ta kích vào đây, chúng ta kích vào cái đối tượng trong slide, ví dụ chúng ta chuyển bên này nhé, chúng ta kích vào đối tượng trong slide, hoặc chúng ta có thể chọn nhiều đối tượng bằng cách là giữ phím Ctrl và sau đó thì di chuột đến các cái hình tiếp theo, đúng không ạ? Đã giữ phím Ctrl và di chuột đến các hình, sau đó thì chúng ta đã chọn hết tất cả rồi này, chúng ta có thể chọn cách xuất hiện của các đối tượng này như sau: float đi từ dưới lên, đúng không? Fly in, bay phát, đúng không? Appear, để mình chúng ta còn có cách đây, chúng ta nhìn ở đây dễ hơn này, chúng ta nhìn thấy dễ hơn này,
đi theo đường thẳng này, đi theo đường tròn này, ví dụ đấy chưa các bạn. Đó, chúng ta có những cái vòng cung này, chúng ta có thể đi theo hình cung này, chủ trái sao phải, hoặc là chúng ta có thể đi theo đường lai từ trên xuống nữa. Chúng ta sẽ chọn lại cái effect này, chúng ta vào cái phần animation nên chúng ta có thể làm được rất nhiều thao tác với cái thằng này, với cái cách này hình tròn. Đó là cái đối tượng mà chúng ta sẽ chọn, thì chúng ta sẽ cho hiệu ứng như vậy. Và chúng ta có thể chọn cái hiệu ứng ở trên nữa là bay ra như thế nào và cái màu sắc đi cùng. Bé nhà mình thì rất là thích cái này. Các bạn thấy nó đổi màu sắc chưa ạ? Đổi ngay là màu sắc. Ví dụ tiếp theo, nhấp nháy của màu, đúng không ạ? Bây giờ nhá, chúng ta nhìn thấy lên rồi này, chúng ta thử chạy ra này, kích chuột này, một đường vòng cung. Rồi khi mà chúng ta nhìn dùng nhiều hiệu ứng quá thì nó dẫn tới việc là nó dồn hết tất cả các hiệu ứng vào, nó thực hiện cho đến bao giờ xong thì thôi mới chuyển được sang slide tiếp theo, đúng không? Vậy nên là các bạn sẽ phải xóa bớt một số cái hiệu ứng mà mình không cần đến đi sau khi mình thử, đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại nhé, để chúng ta có thể xóa bớt một số các hiệu ứng này đi. Đây, rồi chúng ta tìm vào cái animation pane này các bạn. Bình thường nó sẽ chưa sổ ra đúng không, chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng nhiều như thế này. Chúng ta vào animation pane này, chúng ta thấy rằng là nãy giờ chúng ta đã chọn rất nhiều các cái hiệu ứng, và cứ cái gì chúng ta click vào đây thì là nó sẽ lưu lại hết ở đây, và khi mà play thì các bạn sẽ thấy là nó cứ play chạy dần dần tất cả các loại hiệu ứng, lên xuống chạy chéo ngang, bao giờ hết tất cả hiệu ứng này thì thôi. Vậy nên là chúng ta sẽ phải xóa bớt một số cái hiệu ứng ở đây đi. Ví dụ như là cái hiệu ứng mà giống giống nhau như này, chúng ta chỉ chọn một cái thôi. Chúng ta sẽ remove nó đi. Phải chuột vào đây, chúng ta remove nó đi, chỉ giữ lại một hiệu ứng thôi các bạn, vì nếu không thì nó sẽ chạy hết cả các hiệu ứng. Thế nên là khi mà bé ở nhà mà chúng ta thấy rằng là làm quá nhiều hiệu ứng, chọn nhiều quá, đến lúc mà các bé rối không biết là làm nào để gỡ, thì các ba mẹ nên vào lại cái phần animation pane này này, để mà chúng ta có các cái toàn bộ các hiệu ứng chúng ta đã chọn, và chúng ta sẽ xóa nó đi, chỉ giữ lại một cái hiệu ứng duy nhất để mà nó có tác dụng thôi. Không phải chúng ta chọn hết thế thì nó sẽ chạy mãi không xong. Số 3 này, chúng ta đang delete. Thậm chí cái số 3 này đã giống với số 2 rồi, chúng ta sẽ đi remove hết nó đi. Chỉ để lại một cái hiệu ứng làm sao cho nó hợp lý nhất thôi. Vậy nên là chúng ta sẽ phải ngồi xóa khá là nhiều vì quá nhiều lần click vào đây. Thế nên là khi mà sử dụng PowerPoint cũng khá nhiều những cái thắc mắc, đặc biệt là những cái gỡ lỗi như thế này này, thì các bạn thường các bạn có thể làm ra, nhưng đến khi mà các bạn gỡ lỗi thì lại không làm được. Tức là chúng ta không biết là vì sao cái đối tượng đấy nó cứ lưu trữ mãi, nó cứ ra những cái mà cũ trong quá khứ chúng ta đã từng làm. Thì đấy là một trong những cái kỹ năng mà chúng ta phải xử lý về Word để làm sao cho nó mượt mà hơn. Với việc mà các bạn chọn quá nhiều hiệu ứng như thế này là nó sẽ ra cho chúng ta cả một loạt các cái không cần thiết. Chúng ta cũng phải biết cách để mà loại trừ nó đi, để cho các hiệu ứng có thể không bị chồng chéo lên nhau. Vâng.
như thế này nó đang chồng chéo lên nhau và nó chạy, nó sẽ chạy hết tất cả cái hiệu ứng, trong khi yêu cầu của chúng ta chỉ chạy một lượt thôi, đúng không ạ? Rồi tôi sẽ phải xóa hết nó đi, tôi sẽ chỉ giữ lại ba cái hiệu ứng chính thôi. Rồi chúng ta thử play lại nhá. Rồi chúng ta có lẽ phải xóa cả nền này đi. Rồi và nếu như chúng ta chạy lại nhá. Rồi, à, chúng ta được một cái thằng đầu tiên. Đó. Bây giờ chúng ta cũng có thể remove bớt đi. Chúng ta sẽ làm lại. Được chưa các bạn? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Với những trường hợp fix lỗi như thế này, tôi cũng đang phải fix lỗi lại cho con gái đây. Các bạn nhìn thấy là phông chữ rất là lộn xộn. Chúng ta sẽ phải format lại phông chữ và căng dòng, căng lề cho nó tốt hơn. Đúng không? Ví dụ như chúng ta chọn cho nó một cái Times New Roman. Đây là chọn phông chữ và chúng ta chọn kích thước bé thôi, chọn 20 thôi. Đó. Tương tự các bạn thấy rằng là để mà làm tương tự tôi lại lặp lại ngần ấy thao tác thì nó rất là mất công và mệt. Vì thế ở trong cái Word, Excel hay PowerPoint nó đều có một cái thanh chổi như thế này này. Đó. Cái này gọi là format painter, tức là sẽ giúp cho các bạn định dạng những cái đối tượng mà các bạn click vào nó giống với cái đối tượng ban đầu. Ví dụ như khi tôi click vào cái đối tượng này là đối tượng hình 1 nhá, tôi click vào cái chổi, đúng không? Sau đó tôi click sang cái phần mà ở hình tiếp theo thì là ngay lập tức toàn bộ format ban đầu sẽ lặp lại cho cái hình tiếp theo nữa, đúng chưa? Tiếp nữa này, tôi click vào đây, tôi click vào cái chổi, cái này chỉ được tác động một lần thôi các bạn, rồi tôi click vào đối tượng tiếp theo. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là nhanh. Thì đây là cái cách để chúng ta thao tác trong PowerPoint hoặc Word cho nó nhanh. Thì click vào đây. Đó, và chúng ta sẽ được format giống hệt nhau cho tất cả các đối tượng này. Rồi. Rồi. Đó, thì chúng ta đã có cái phần các cái đối tượng mà đã được format làm sao cho nó giống hệt nhau rồi. Chúng ta sử dụng cái format painter rất là tiện và rất hay. Bây giờ thì hoàn toàn là cái slide này là chưa có một cái hiệu ứng gì cả, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ chọn cho nó cái animation này. Ví dụ ở hình này chúng ta sẽ chọn chúng ta sẽ giữ Ctrl này và di chuột vào, click vào các đối tượng tiếp theo và chúng ta chọn cái add animation cho nó dễ này, zoom vào này, random này, thêm một cái hiệu ứng nữa là fill color này. Chữ cho nó thay đổi đi. Thì các cái đối tượng nó sẽ được chạy như vậy. Và chúng ta chọn vừa phải thôi các bạn nhé. Chọn làm sao cho nó vừa phải thôi, chứ còn các bạn chọn nhiều quá là nó sẽ rối. Chúng ta cũng có thể thiết lập thời gian cho việc chạy cái này mất bao nhiêu giây. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đang chọn là on click, tức là mặc định là cứ click vào thì nó sẽ thay đổi hiệu ứng. Còn các bạn cũng có thể chọn những cái hiệu ứng khác, ví dụ như chọn theo thời gian, chọn độ dễ trigger. Đó. Đây chúng ta đang có on click 1, trigger là on click, effect không chữ. Đó là cái phần mà chúng ta đang chọn. Ví dụ tôi sẽ chọn sang đối tượng tiếp theo này là đối tượng này, thì tôi muốn nó xuất hiện sau. Được chưa các bạn? Xoay cũng rất là chuyên nghiệp. Các bạn nếu mà chúng ta chạy như thế này thì chúng ta để ý thứ tự này. Khi chúng ta để nó cái đối tượng của chúng ta mà pixel 9 này này mà nó ở dưới cùng thì nó sẽ chạy là thứ tự số 3. Còn nếu như chúng ta kéo nó lên mà chúng ta muốn là đối tượng này sẽ là đối tượng thứ nhất đầu tiên để chạy, sau đó hiện đến đối tượng này là đối tượng thứ cuối cùng để chạy, thì chúng ta thử nhá. Thêm một cái này nữa này. Rồi, như vậy là
toàn bộ các cái đối tượng có thứ tự là 1, 2, 3 và 4. Có nghĩa là đối tượng này sẽ là đối tượng chạy đầu tiên. Sau đó một nhóm các đối tượng hình chữ nhật này sẽ là nhóm chạy tiếp theo, là sẽ bay ra và đổi nền, đổi chữ. Và cuối cùng là đến đối tượng thứ tư này, là đối tượng mà sẽ được chạy ra sau cùng. Thì các bạn nhìn xem thứ tự nó đúng không nhé. Một cái click này, đúng chưa? Đối tượng đầu tiên là ảnh này. Click thứ hai sẽ là đối tượng chữ nhật này. Click thứ ba sẽ là đổi phông chữ này, đúng chưa? Chúng ta đã đổi phông chữ này. Và click thứ bốn là đối tượng cuối cùng. Thì với các cái đối tượng này chúng ta hoàn toàn có thể thay thế được thứ tự. Ví dụ như bây giờ tôi không muốn đối tượng đó là cuối cùng nữa, tôi muốn nó thứ hai, tôi sẽ kéo nó trên. Đây là cái cách để chúng ta thay đổi thứ tự vị trí của các đối tượng khi nó chạy. Và chúng ta sẽ play lại thử nhá. Play ngay trên màn hình này. Đúng là thay đổi thứ tự chạy cho các bạn. Thì đó là cái phần animation của các cái đối tượng trên một slide. Rồi, đến toàn bộ cái slide đấy, chúng ta vừa trải qua xong với nhau về một đối tượng trên slide, từng đối tượng trên slide chúng ta thiết lập thứ tự của nó. Thế còn cái cách mà hiển thị, cái cách mà slide nó chạy, ví dụ các bạn nhớ này, bé nhà mình làm cái đoạn này là cái đoạn mà tổ ong, đúng chưa? Là cho tất cả cái slide nó chạy ra. Thì đây là một cái hiệu ứng animation cho cái slide. Còn cái lúc nãy chúng ta vừa hướng dẫn animation nên là hiệu ứng cho từng đối tượng trên slide. Đó. Khi click vào thì sẽ có hiệu ứng cho từng đối tượng trên slide. Đó. Và bây giờ là hiệu ứng cho cả một cái slide đó. Thì chúng ta sẽ sửa nó ở cái phần này, phần transition. Phần transition này thì chúng ta sẽ đổi như thế này. Đây các bạn nhìn thấy này, ở transition thì nó có các cái hình để chuyển động ra vào, trông nó như kiểu các bạn show ảnh cưới á. Các bạn nhìn thấy ảnh cưới á, thì nó bay ra này, nó có hình con chim này. Ví dụ như bây giờ nhá, một cái slide này mình không muốn nó hiển thị thông thường nữa, mà nó ra một cách giống như là hình con chim đi. Nãy các bạn nhìn thấy hình chim rồi chưa ạ? Các bạn nhìn thấy hiệu ứng chưa ạ? Cái hiệu ứng trong PowerPoint nó rất là mạnh như vậy. Thì hình origami là hình gấp giấy của Nhật Bản ạ. Thì chúng ta nhìn thấy đối tượng tiếp tục này, leaning. Các bạn có thể kiểm tra cái phần transition này để có rất nhiều những cái đối tượng khác nhau. Hình ong này, tổ ong này. Khá là đẹp đúng không ạ? Trông rất là giống với cả trên TV, cái phần mà người ta trình chiếu trên TV slide ấy, thì nó có một cái công cụ cũng tương tự như là PowerPoint như thế này. Và hoàn toàn là các em nhỏ đều có thể làm video, làm các cái phần bài trình bày của mình một cách tỉ mỉ bằng các cái cách thực hiện của PowerPoint. Các bạn nhìn thấy không ạ? Effect, hiệu ứng của nó khá là tốt, đúng không ạ? Và đó. Rồi chúng ta có thể sound cái hình ảnh của nó, âm thanh của nó. Khi các bạn ra các bạn nghe thấy tiếng vỗ tay ấy, hoặc là tiếng reo hò ấy, thì bé nhà mình là đã sử dụng những cái âm thanh có sẵn ở trên này. Đó. Và âm thanh có sẵn để mà thực hiện. Ví dụ chúng ta xem nhé. Đó. Một cái âm thanh có sẵn rất là hay, rất là cầu kỳ. Thì cái này chỉ cần đòi hỏi các bạn kiên trì làm và làm đi làm lại nhiều lần là các bạn có thể thực hiện được các hiệu ứng với slide và các cái hiệu ứng trên cho các đối tượng trên slide này mà thôi. Và các bạn đã thấy rằng là cái phần thực hiện này đã khá dễ dàng cho các bạn.
chúng ta đã thấy rằng là khá dễ dàng rồi, đúng chưa? Và bây giờ tôi sẽ thay đổi lại hiệu ứng một chút nhé. Hiệu ứng cho cái này là sau tôi sẽ cho mỗi một cái trang này đều là một hiệu ứng khác nhau, để các bạn nhìn thấy rằng là nó quá có rất nhiều những cái nó có rất nhiều những cái vâng, nếu mà để thử, chúng ta sẽ thử hết tất cả những cái hiệu ứng này chẳng hạn, và lại còn cả thử cả phần mà chim bay này, airplane nhá. Đó, các bạn có thể cho cả âm thanh vào các bạn. Việc âm thanh ấy là các bạn tự cho được. Đúng không ạ? Chúng ta có airplane này. Đó, sound ở đây này. Hiệu ứng này này, thêm sound vào đây này. Và bây giờ chúng ta sẽ thử với cả cái video như một cái đoạn video trên PowerPoint các bạn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu này, click vào đây, hoặc các bạn dùng phím F5 trên bàn phím cũng được. Chúng ta sẽ để ý nhá. Rồi, ta thấy giống như một đoạn video chưa ạ? Click vào này, bắt đầu trình bày này. Đối tượng 1 này, 2 này, 3 này, đổi màu này, đấy chưa ạ? 4 này. Đúng. Các bạn nhìn thấy nó giống như một cuốn video trên màn hình chưa? Khá là nhiều hiệu ứng đúng không ạ? Và con gái như mình thì cháu rất là thích các cái hiệu ứng này. Phân tản vỡ này, vỡ này, ong này. Gấp giấy này, đi frame này. Trình bày này, các đối tượng được sâu ra này. Khá là tuyệt vời, vì thế nên là PowerPoint người ta cũng có thể làm để trình bày trên video và nó tương đối là thuận tiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những slide tiếp theo.